Thưa quý vị và các bạn, Dorothy Hoppner, cụ bà 104 tuổi ở Chicago, vừa qua đời vào sáng ngày 9 tháng 10 theo giờ địa phương và chỉ vài ngày sau khi nhảy khỏi máy bay và phá kỷ lục thế giới về người nhảy dù lớn tuổi nhất. Người phát ngôn của Hiệp hội nhảy dù Skyride Chicago ở Mỹ thông báo về sự ra đi của bà Hoppner trên tờ Chicago Sun-Times. Người này cho biết cụ bà hơn 100 tuổi đã sống một cuộc đời đáng sống và thú vị. Nguyên nhân qua đời của bà Hoppner chưa được công bố. Cụ bà người Chicago trở thành người lớn tuổi nhất thế giới nhảy dù khỏi máy bay từ độ cao 4.100m và hạ cánh an toàn ở sân bay Skydive Chicago, Ottawa, Illinois hôm 1 tháng 10. Cụ bà 104 tuổi đã phá kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2022 của bà Kinnea Igigat, 103 tuổi, người Thụy Điển. Skydive Chicago đang làm việc với các tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới để ghi nhận chính thức kỷ lục của cụ bà Hoppner. Đây không phải là lần đầu tiên Hoppner nhảy dù. Bà từng thực hiện cú nhảy dù đầu tiên năm 100 tuổi. Và theo tờ Chicago Sun-Times, Hoppner còn định rủ người hàng xóm 109 tuổi tham gia trong lần nhảy dù tiếp theo. Và ngoài ra thì cụ bà cũng muốn đi kinh khí cầu.